một lần sau cứ xin em hãy xin một lần tha thứ. Em còn giọng khác nữa. Giọng gì nữa? Anh muốn nghe không? Nghe. Anh Đàm Vĩnh Hưng. Lấy bông ra. Hát giống anh Đàm Vĩnh Hưng hả? Dạ, Đàm Vĩnh Hưng. Rồi, hát bài gì? Em hát bài Bình Minh Sẽ Mang. Bình Minh Sẽ Mang đi hả? Dạ. Rồi, hát đi. Hát giống Đàm Vĩnh Hưng nha. Xoay đi hát Bình Minh Sẽ Mang đi xin phép. Bắt đầu. Đây. Rồi, vô. Xin sợ lòng gì ba? Xin thấy không nên thật lòng. À, rồi. Vì mai. À, sợ lòng. À, vì mai đã anh sợ mai. Cảm ơn anh sợ mai, anh thêm dồi hả? Anh sợ mai rồi. Vì mai đã xây nhau thật rồi. À, vì mai đã xây nhau thật rồi. Trời ơi trời. Anh không biết gì hết trơn anh. Rồi, tiếp. Bạn Việt. À, cháu Quyết. Ừ, chết. Cháu bà nội chứ cháu. Thì cháu thì bò thì bầm đúng không? Anh biết rõ ràng là kêu cô cháu Quyết được hay được mẹ không nghe cái gì hết hả? Bạn Việt. Khi anh bố mẹ. À, hát cho Quyết gần thêm hả? Cơ. Chứ gì? Quen biết anh biết khi ta bóng đêm à mình bóng mình lộn mình minh mình điên hả mình minh bóng có cái đứa con khùng này á đi vô loại sợ bậy sợ bả này sợ làm gì bình minh rồi sao xuất sắc mắt xuất sắc dạ hết mày hết mày đi hết rồi mày có khùng mày có gì khác không hết rồi hết rồi về mày. Đi về. Tôi tới đây thì tôi có đuổi em không? Đuổi đó, đuổi đó. Ở lại nè, ở lại. Lấy bông mày. Dạ, cảm ơn anh. Đi về. Rồi, xong. Dạ, sao? Đi về mày. Đi về cô hả? Chứ để về giả. Mày đi ngã vô hát cầm bay tầm phải cho mày đậu hết. Ủa, đi về. Rớt vào đầu hả? Để rớt vào đầu, có ai rớt vào đầu không? Ok rồi. Cứ đây về ok. Về là về đúng không? Về đi mày. Thấy mấy bạn em đi ra đây không? Thấy mấy bạn đứng đây thì rớt tủ đi về nè. Về hết luôn hả? Đúng rồi. Mấy bị mất dài. Trời ơi. Nó ở sân thọng với em, nó đi đâu chủ em. Trời ơi. Năm nào cũng vậy tổ chức tôi đi toàn phục đi không? Không tổ chức nữa, quỷ bỏ luôn. Tôi đi vô chiếc tủ với nó nha. Phan đi. Dẫn tôi đi cho mấy mày đi chấm dứt. Thay mặt nhóm anh em xin gửi cái gì lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất à. Thân nghe không? Đi vô quá, nhạc nha. Mời Vinh Râu, Bình Phương, Mạc Văn Khoa. Xin phép cho tôi gửi tặng các em một bài hát nha các chị. Vô nè, 1, 2, 3, vô. Đang mở nhạc.